Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Truyền hình Nhân dân. Chương trình trưa nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự khai mạc kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Phân bổ ngân sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điểm chuẩn vào lớp 10 trường công lập ở Hà Nội tăng mạnh. Trong phần tin quốc tế, quân đội Israel không kích nhiều mục tiêu tại Syria. Bộ trưởng Tài chính Mỹ chuẩn bị thăm Trung Quốc. Thưa quý vị, sáng nay ngày 3 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chính thức khai mạc kỳ họp thứ 12 khóa 16 để xem xét quyết nghị về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 và các cơ chế chính sách để đảm bảo an sinh xã hội, phát triển thủ đô trong thời gian tới. Tới dự phiên khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương và Hà Nội. Các vị đại biểu, theo báo cáo Kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của thành phố Hà Nội, GRDP ước tăng 5,97% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 220,1 nghìn tỷ đồng, đạt 62,4% dự toán. Thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt gần 2,27 tỷ đô la Mỹ, vượt kết quả của cả năm 2022. Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố Hà Nội còn một số tồn tại hạn chế như tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với cùng kỳ và mục tiêu đề ra, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm. Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển đô thị như ùn tắc giao thông, úng ngập, xử lý rác thải, nước thải chưa được khắc phục triệt để, chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu bền vững. Vẫn còn tình trạng vi phạm quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, kỷ luật kỷ cương, có lúc có nơi còn chưa nghiêm, tạo điểm nghẽn, ách tắc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những nỗ lực của thành phố Hà Nội thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh thời gian tới, Hà Nội tiếp tục bám sát, quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa, tổ chức tốt các nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và nghị quyết của thành phố để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân để thành phố thực sự là điểm sáng, hình mẫu trong tổ chức hoạt động của Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố cả nước. Hà Nội cần phát huy truyền thống đoàn kết, nêu gương, có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt hiệu quả trong việc thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 để hoàn thành cao nhất, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội và kế hoạch công tác năm 2023 với mục tiêu phát triển thủ đô đồng đều, toàn diện và bền vững. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết về các cơ chế thí điểm, sớm hoàn thiện hồ sơ luật thủ đô sửa đổi, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 6 và thông qua tại kỳ họp thứ 7. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 vừa kết thúc, các em học sinh sẽ bắt đầu một hành trình mới với những ước mơ hoài bão của riêng mình. Hành trình ấy càng ý nghĩa hơn với những học sinh ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay khi còn trên ghế nhà trường. Dấu mốc ấy trở thành động lực để các em tiếp tục rèn luyện phấn đấu, xây dựng tương lai. 7 năm học phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Bát Sát, em Vừa Thị Sấy đã nỗ lực hết mình để đạt được những thành tích trong học tập và hoạt động đoàn thể. Những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy đã đầm hoa kết trái. Khi ngày hôm nay, Sấy được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng, là thời khắc đáng nhớ đối với cô học trò người Mông này. Vinh dự, tự hào khi mà có thể trở thành đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bố mẹ em luôn ủng hộ việc học tập và khi mà đi học mà nhìn thấy những người bạn của mình phải về nhà lấy chồng, sinh con thì đấy, em cảm thấy rất là thương những bạn ấy và đấy là một cái động lực để mình phấn đấu. Năm học 2022-2023, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Bát Sát bồi dưỡng 10 đối tượng đảng là học sinh cấp trung học phổ thông. Đa phần là con em đồng bào dân tộc thiểu số, là những học sinh ưu tú, toàn diện nhất. Bồi dưỡng tạo nguồn cho Đảng từ học sinh trung học phổ thông đang được tỉnh Lào Cai quan tâm thực hiện. Từ chủ trương này, các nhà trường sẽ định hướng cho học sinh lý tưởng sống tốt đẹp, mục tiêu phấn đấu trong sáng, rõ ràng là nền tảng cho lớp đảng viên kế cận. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ này và
tập trung vào việc phát hiện sớm các cái nhân tố mà có thể bồi dưỡng để định hướng phát triển đảng. Thì các em có những cái lý tưởng, cái khát vọng đấy, trở thành những cái người có ích cho xã hội, trở thành những cái công dân đóng góp sức mình vào xây dựng và phát triển đất nước. Em học sinh ấy, mà có đủ hội tụ đủ yếu tố và các cái điều kiện thì nhà trường sẽ lập danh sách và gửi các em tham gia các lớp bồi dưỡng cảm tình về đảng. Và trong quá trình phấn đấu thì phân công các cái đảng viên, đặc biệt là đảng viên là các cái thầy cô giáo trực tiếp cũng là giảng dạy và rèn giũa giúp đỡ các em hàng ngày để định hướng cho các em về cái quan điểm đường lối của đảng. Cuối tháng 6 vừa qua, Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông số 1 thành phố Lào Cai cũng đã kết nạp thêm 3 đảng viên mới là học sinh. Chi bộ Trường Trung học Phổ thông số 3 huyện Văn Bàn cũng kết nạp được 1 đảng viên là học sinh nhà trường. Đây là những tín hiệu tích cực góp phần tạo sự chuyển biến cả về chất và lượng trong công tác phát triển đảng, nhất là với những địa bàn vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. Thưa quý vị, hôm nay Hà Nội bắt đầu thực hiện tuyển sinh đầu cấp mở đầu từ khối lớp 1. Dù tuyển sinh trực tuyến nhưng khá đông phụ huynh đã đến trường để nhờ hỗ trợ cũng như hoàn thiện luôn hồ sơ cho con. Điểm mới trong công tác tuyển sinh đầu cấp Hà Nội năm nay là trong hồ sơ của học sinh không yêu cầu giấy xác nhận thông tin về cư trú. Chỉ mất 5 phút để vào phần mềm đăng ký tuyển sinh, chị Đỗ Thu Trang đã có thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký vào lớp 1 cho con mình. Mới đầu em cũng hơi hoang mang vì là em cũng chưa đăng ký trực tuyến bao giờ, vì là bạn đầu tiên của em là em cũng là đăng ký trực tiếp luôn. Còn đến khi mà em đăng ký theo hướng dẫn của các cô ấy, thì là các cô đã cung cấp đầy đủ các thông tin để em điền vào cái đăng ký trang đăng ký tuyển sinh đấy. Có thể đăng ký trực tuyến nhưng đây lại là năm đầu tiên bỏ giấy xác nhận cư trú. Việc khó nắm bắt thông tin hồ sơ đăng ký cũng như muốn nhanh chóng được giải quyết khi có vướng mắc nên không ít phụ huynh đã tìm đến trường để nhờ hỗ trợ đăng ký. Cũng có những phụ huynh là muốn hỏi con là thứ nhất là khi con vào trường thì sẽ được vào những lớp như thế nào, và cái thứ hai là họ cũng muốn là hỏi là bao giờ là các con được đến trường tự trường. Và thủ tục hồ sơ của họ thì như thế thì là đã hoàn thành chưa, cách thức và hình thức tuyển sinh để tạo cho phụ huynh là đến tuyển sinh cho các con thuận tiện và nhanh gọn nhất. Hà Nội luôn là địa phương nóng về tuyển sinh đầu cấp. Năm nay có khoảng 155.600 học sinh vào lớp 1. Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập, việc phân tuyến học sinh ở địa phương nào sẽ xếp vào trường học khu vực đó là điều bắt buộc. Năm đầu tiên thực hiện dùng mã định danh nên các trường phải điều tra thực ăn thực ở rất kỹ lưỡng. Để đảm bảo mỗi học sinh đều có cái chỗ học cho các cháu. Thế và năm nay thì có cái hồ sơ thì không có cái hộ khẩu nữa, cho nên là chúng tôi cũng đã phối hợp với các tổ dân phố để đi rà soát cái thực ăn thực ở của các cháu và phối hợp với công an để hỗ trợ về cái hộ khẩu để xác minh các cái đối tượng học sinh vừa mới đến. Theo lịch, tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội khối lớp 1 từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 7, mầm non 5 tuổi từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 7, lớp 6 từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7. Trong trường hợp chưa đăng ký tuyển sinh trực tuyến trong thời gian nói trên, phụ huynh học sinh có thể trực tiếp đến trường nộp hồ sơ tuyển sinh trong thời gian từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 7 năm 2023. Năm học 2023-2024, học sinh các lớp đầu cấp tại Hà Nội đều tăng mạnh, nhất là lớp 6 so với năm trước. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7, qua kết quả khám sàng lọc tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Thái Nguyên, có 92 trẻ em bị khe hở môi vòm miệng, dị tật thừa ngón tay ngón chân của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận đủ điều kiện được phẫu thuật miễn phí từ chương trình. Qua khám sàng lọc, bệnh nhi Ngọc Diệp 12 tháng tuổi đến từ tỉnh Tuyên Quang bị khe hở môi, đã đủ điều kiện sức khỏe để phẫu thuật. Theo nhận định của các bác sĩ, tình trạng hở môi của em khá nặng khi khe hở toàn bộ, khoảng cách hai cuống răng khá xa, sự chênh lệch biến dạng của hai cuống răng tương đối lớn.
Đặc biệt, các em khi tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại với mức từ 100 đến 350.000 đồng một trường hợp. Đi các nơi khám sàng lọc thì tôi cũng được các bác sĩ khuyên bé cũng sẽ thể phẫu thuật được và sẽ có nụ cười và sẽ xinh hơn. Qua hai lần phối hợp trước đó, đã có gần 400 trẻ em được khám và phẫu thuật miễn phí. Việc được khám sàng lọc và tư vấn từ các bác sĩ chuyên môn đã giúp gia đình các em có những can thiệp kịp thời, sớm tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chăm sóc y tế và tìm lại được nụ cười rạng rỡ. Chúng tôi cũng có sự phải nụ cười, rất mong muốn những chương trình này đem lại những cái hạnh phúc, những niềm vui cho các cháu nhỏ, của gia đình, của bệnh nhân. Với mục tiêu nâng cao sức khỏe, thay đổi cuộc đời cho hàng nghìn trẻ em và thanh thiếu niên bị thiệt thòi, Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam đã đặt chân đến khắp mọi miền của đất nước và góp phần mang lại nụ cười, cuộc sống mới cho các em. Trong lần thứ ba đến với tỉnh Thái Nguyên, tổ chức tiếp tục nhận được sự phối hợp tích cực của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cùng đại diện nhà tài trợ là công ty Avakis. Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai cho biết đến nay đã có trên 41.000 tấn quả vải được xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, đạt giá trị 23 triệu đô la Mỹ. 41.000 tấn quả vải là sản lượng vải xuất khẩu trong một vụ cao nhất từ trước tới nay được thông quan qua cửa khẩu Lào Cai. Hiện vụ vải thiều chỉ còn vài ngày nữa, lượng quả xuất khẩu cũng giảm mạnh. Tại cửa khẩu Kim Thành, mỗi ngày chỉ còn từ 30 đến 40 phương tiện chở vải quả thiều xuất khẩu, giảm mạnh so với thời điểm giữa vụ. Các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai vẫn tiếp tục ưu tiên để quả vải thiều được xuất khẩu đầu tiên, ngay trong buổi sáng so với các loại hàng hóa khác. Lực lượng quản lý tại cửa khẩu đã bố trí cán bộ tại vị trí làm việc trước 30 phút so với giờ mở cửa khẩu để tiếp nhận, giải quyết thủ tục, giúp hoạt động xuất khẩu quả vải tươi diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Năm 2022, lần thứ hai Đà Nẵng được vinh danh là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á. Tiếp tục phát huy thành quả này, năm 2023, thành phố nỗ lực xúc tiến quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tiếp tục khẳng định uy tín và thương hiệu, đưa Đà Nẵng, Việt Nam vào danh mục các điểm đến hiện đại an toàn với nhiều sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế. Những lễ đón tại sân bay, ga tàu, bến cảng được tổ chức ngắn gọn nhưng vẫn bảo đảm vừa trang trọng và gần gũi là cách mà thành phố Đà Nẵng đón chào các đoàn du khách. Hoạt động này nằm trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp được Sở Du lịch Đà Nẵng thực hiện nhiều năm nay. Chúng tôi đánh giá rất cao sự hỗ trợ của các lãnh đạo của thành phố, sở ban ngành và cái tính chuyên nghiệp của các resort, những cái trung tâm tổ chức hội nghị triển lãm lớn tại thành phố. Và chúng tôi tin tưởng rằng sự chuẩn bị đó hoàn toàn đáp ứng những cái yêu cầu của đối tác nước ngoài. Hàng năm, thành phố Đà Nẵng tổ chức 28 lễ hội truyền thống cùng gần 20 sự kiện, lễ hội đương đại sôi động, trải đều theo các tháng. Điểm nhấn của năm 2023 là lễ hội pháo hoa quốc tế. Đây là thương hiệu khẳng định tính chuyên nghiệp, bài bản trong các khâu tổ chức của doanh nghiệp cũng như chính quyền thành phố. Thông qua cái lễ hội pháo hoa quốc tế thì những hình ảnh về một Đà Nẵng thân thiện, năng động, phát triển và du lịch đang trên đà phục hồi và phát triển sẽ được lan tỏa và truyền đi một cách sâu rộng đến với du khách trong nước và quốc tế. Chắc chắn rằng là trong một cái lễ hội là một sự kiện thì chúng ta không thể là có thể tuyệt đối được. Tuy nhiên là với tinh thần trách nhiệm của ban tổ chức thì chúng tôi luôn luôn rà soát và khắc phục những cái hạn chế của mình để làm thế nào cho cái đêm sau phải tốt hơn đêm trước, hoạt động sau phải tốt hơn đêm trước. Số liệu thống kê 6 tháng đầu năm cho thấy, kinh tế Đà Nẵng sụt giảm gần 50% so với cùng kỳ. Nhưng điều đáng ghi nhận là khu vực dịch vụ tăng cao, chiếm gần 70% tỷ trọng toàn nền kinh tế. Nửa năm qua, Đà Nẵng đón 3,5 triệu lượt khách, con số chưa đạt như kỳ vọng, nhưng là tín hiệu phục hồi lạc quan của điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á. Chỉ còn ít ngày nữa, giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân lần thứ 41 năm 2023 sẽ chính thức được khởi tranh. Đến với giải đấu năm nay, đội bóng bàn tỉnh Hải Dương được đánh giá là một trong những ứng cử viên mạnh nhất giải đấu. Đặc biệt, tay vợt Nguyễn Đức Tuân được kỳ vọng sẽ mang vàng về cho đội nhà.
Để tranh tài tại giải năm nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương đã cử đội bóng bàn gồm 2 huấn luyện viên và 18 vận động viên tranh tài đủ ở 7 nội dung, gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, được giao chỉ tiêu từ 1 đến 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Năm nay, ngoài các tay vợt quen thuộc như Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Văn Ngọc, Bùi Hữu Huy, Bùi Ngọc Lan, cặp chị em ruột Đinh Thị Hằng, Đinh Thị Huệ, tỉnh Hải Dương còn bổ sung một số tay vợt trẻ nhằm tạo cơ hội cọ sát và thích nghi với giải đấu lớn. Riêng năm nay thì nó có cái mới với lực lượng. Đấy thì bắt đầu là chú trọng nhiều đến việc tức là xây dựng các vận viên kế cận. Đấy, cho nên là đôn các vận viên trẻ lên làm nhiệm vụ để xây dựng và rèn luyện trong những năm tiếp theo. Là tay vợt vàng của bóng bàn Hải Dương, Nguyễn Đức Tuân được gửi gắm nhiều kỳ vọng cho giải đấu năm nay, đặc biệt trách nhiệm mang về vàng cho toàn đội. Mặc dù bản thân Đức Tuân đang phải đối mặt với chấn thương thoái hóa đốt sống cổ và lưng, tuy nhiên anh vẫn tập luyện hăng say, đáp ứng giáo trình của huấn luyện viên đề ra, bảo đảm thể lực tốt để hướng tới mục tiêu cao nhất. Đến với cả giải dịch năm nay thì em cũng đặt mục tiêu cho mình cố gắng giành được huy chương vàng đồng đội nam và huy chương vàng đơn nam. Với cả bán dân này nó cũng là bước đệm để em có thể hướng tới những giải quốc tế như là SEA Games và ASEAN và những giải vô địch châu Á. Hải Dương thì chúng ta năm nay là chỉ tiêu của tỉnh giao hai huy chương vàng thì cũng rất là cố gắng để mà bảo đảm duy trì được cái thành tích. Với quyết tâm cao của tay vợt Nguyễn Đức Tuân và toàn đội, bóng bàn tỉnh Hải Dương tự tin sẽ hướng tới những thành tích cao trong giải đấu năm nay, sẽ là những trận đấu đỉnh cao, đẹp mắt dành cho người hâm mộ bóng bàn khắp cả nước. Thưa quý vị, tình hình kinh tế xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023 của Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những yếu tố bất lợi của nền kinh tế thế giới, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một trong ba động lực được định hướng tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội từ nay đến cuối năm. Chính vì thế, xuất khẩu được kỳ vọng tăng trưởng vào những tháng cuối năm. Đây cũng là nội dung của tâm điểm kinh tế hôm nay. Tháng 6, xuất khẩu tăng 4,5% so với tháng trước. Xuất khẩu hàng hóa trong quý 2 ước đạt 83,4 tỷ đô la Mỹ. Dù giảm 14,2% so với cùng kỳ năm trước, nhưng đã tăng 2,9% so với quý 1 năm 2023. Thưa quý vị, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam đạt 12,3 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong 10 năm gần đây. Bên cạnh đó, đối chiếu với tình hình xuất nhập khẩu của các nền kinh tế lớn trên thế giới, thì kết quả tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng đầu năm 2023 được đánh giá là điểm sáng trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm. Thực trạng suy thoái kinh tế ở nhiều quốc gia trên thế giới, xung đột địa chính trị dẫn tới nhu cầu tiêu dùng toàn cầu suy giảm, đặc biệt tại những thị trường chủ lực. Những yếu tố này được nhận định là đã, đang và sẽ tiếp tục tác động bất lợi đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Trong cái tăng trưởng của nền kinh tế thì chúng ta thấy rằng là đối với cái lĩnh vực xuất nhập khẩu đang là cái lĩnh vực gặp nhiều khó khăn nhất. Trong đó xuất khẩu của chúng ta nó có cái sự giảm sút so với cùng kỳ năm trước khoảng gần 13%. Đây là một trong những cái lĩnh vực mà đang làm cho cái tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế của chúng ta thấp đi. Cái khó khăn của năm 23 thì đã biết trước từ năm 22 rồi. Thực ra thì thị trường nó khó, trước hết là do cái nhu cầu của người tiêu dùng về những thủy sản cao cấp ấy nó giảm đi. Tiền người ta giảm thì cái nhu cầu mua hàng cao cấp nó giảm đi. Chưa nói là về phía sản xuất thì cái chi phí sản xuất nó lại không giảm mà thậm chí nó tăng lên. Trong điều kiện khó khăn về đơn hàng cũng như các hoạt động xuất khẩu, đầu tư, thì các giải pháp, trong đó tập trung mở rộng thị trường, tìm kiếm thị trường mới đã giúp cải thiện tình hình xuất khẩu trong những tháng quý 2 năm 2023. Chúng ta phải nắm bắt lại các cái thị trường truyền thống để từ đó chúng ta ổn định cái hoạt động xuất khẩu vào những cái thị trường này. Cái điều thứ hai đó là chúng ta phải tìm cách mở rộng cái hoạt động xuất khẩu vào các cái thị trường, đặc biệt là những cái thị trường mới mà chúng ta có ký kết các hiệp định thương mại tự do và từ đó tận dụng được các cái cơ hội giảm thuế, giảm cái hàng rào phi thuế quan
trong cái quá trình xuất khẩu và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu này. Cái việc mà chúng ta mở rộng cái thị trường này nó đòi hỏi cái sự vào cuộc của bản thân các cái doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn, các cái hiệp hội ngành nghề và cái thương vụ sứ quán ở các cái quốc gia trong nền kinh tế. Sau nhiều khó khăn, dự báo còn nhiều cơ hội cho xuất khẩu hàng hóa tiêu dùng hồi phục trong những tháng tới đây. Các thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn của Việt Nam đang có dấu hiệu đặt hàng trở lại. Trong đó, Trung Quốc, nơi có thương mại hai chiều lớn nhất với Việt Nam, đã mở cửa nền kinh tế, góp phần tích cực cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Bên cạnh đó, các hiệp định thương mại tự do FTA với những ưu đãi về thuế quan tiếp tục giúp cho hàng hóa Việt Nam cạnh tranh hơn. Có thể phải đến cuối năm nay, cái phục hồi của thị trường để nó tạo ra một cái lực đẩy thì mới có thể xuất hiện. Hiện tại thì cũng có cái tín hiệu mừng, đó là cái gọi là cái điểm đáy có lẽ là đã qua. Lạc quan nhất ấy, thì có thể nói là cái thị trường nó sẽ dần hồi phục, những biểu hiện là thị trường Mỹ, thị trường EU, một số mảng thị trường sẽ hồi phục từ quý 3. Cho nên là các quý, hai quý cuối năm là cái xuất khẩu thủy sản nó sẽ dần hồi phục. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế ở nhiều quốc gia trên thế giới, thì nhu cầu tiêu dùng toàn cầu vẫn đứng trước nguy cơ suy giảm. Điều này sẽ tác động bất lợi đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong các tháng cuối năm 2023. Vì vậy, mặc dù trong nước có những dự báo tích cực đối với kim ngạch xuất nhập khẩu, chúng ta vẫn cần thận trọng, lường trước những rủi ro và kiên trì những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp để tăng tốc xuất khẩu trong những tháng cuối năm 2023. Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày 2 tháng 7, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đã lên án vụ tấn công gây sốc nhằm vào nhà của một thị trưởng ngoại ô Paris, đồng thời kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc thủ phạm. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh biểu tình bạo loạn và tình trạng bất ổn đang bao trùm nước Pháp sau vụ cảnh sát bắn chết thiếu niên 17 tuổi hôm 27 tháng 6. Nhà của ông Vincent Jobaha, thị trưởng của vùng ngoại ô phía nam La Haye-les-Hauts, đã bị đột kích và phóng hỏa trong lúc vợ con ông đang ngủ trong nhà. Thị trưởng Jobaha cho biết vợ của ông và một trong hai đứa con của họ, 5 và 7 tuổi, bị thương khi chạy trốn khỏi ngôi nhà. Ông Jobaha thuộc đảng bảo thủ Les Républicains không ở nhà mà ở tòa thị chính trong thời gian xảy ra vụ tấn công. Tòa thị chính Pháp đã trở thành mục tiêu tấn công trong nhiều đêm kể từ vụ cảnh sát bắn chết người và đã được bảo vệ bằng hàng rào thép gai cùng chướng ngại vật. Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đã chỉ trích hành động này, đồng thời khẳng định những kẻ phạm tội phải bị trừng trị mạnh tay nhất. Quân đội Israel xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một khẩu đội phòng không ở Syria nhằm phản ứng vụ phóng tên lửa phòng không từ Syria và lãnh thổ Israel. Ngày 2 tháng 7, truyền thông nhà nước Syria đưa tin Israel đã tiến hành các cuộc không kích gần thành phố Homs do chính phủ Syria kiểm soát. Không lâu sau đó, quân đội Israel tuyên bố động thái này nhằm đáp trả vụ bắn tên lửa của Damas. Hãng thông tấn nhà nước Syria Sana dẫn một nguồn tin quân đội cho biết các cuộc không kích của Israel xuất phát từ khu vực đông bắc thủ đô Beirut của Liban với mục tiêu nhằm vào một số điểm lân cận của thành phố Homs, cách Liban khoảng 20 km. Lực lượng phòng không của Syria đã đánh chặn một số tên lửa và đã có một số tổn thất vật chất. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria cho biết khu vực trong mục tiêu tấn công ở vùng nông thôn phía đông bắc thành phố Homs là nơi đặt nhiều kho chứa vũ khí của phong trào Hồi giáo cực đoan Hezbollah. Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một nghi phạm sau khi đại sứ quán Belarus tại Hà Lan bị phá hoại, các cửa sổ bị đập vỡ và mặt tiền của tòa nhà bị phun sơn. Truyền thông địa phương đưa tin một người đàn ông 31 tuổi đã bị bắt bên ngoài đại sứ quán Belarus ở Hà Lan vào tối ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương. Hiện chưa xác định được liệu có người khác tham gia vào vụ phá hoại tòa nhà đại sứ quán Belarus hay không. Bộ Ngoại giao nước này đã xác nhận vụ tấn công đại sứ quán với hãng tin Sputnik Belarus. Một số cửa sổ bị đập vỡ và các khẩu hiệu được phun lên tòa nhà bằng sơn đen và đỏ. Các lãnh sự quán và đại sứ quán Nga đã trở thành mục tiêu của những kẻ phá hoại ở một số nước phương Tây kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Bộ Tài chính Mỹ ngày 2 tháng 7 đã đưa ra thông báo về việc Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 6 đến 9 tháng 7 tới, trong bối cảnh hai nước tìm cách gia tăng tiếp xúc cấp cao. Thông tin này cũng được Bộ Tài chính Trung Quốc xác nhận.
Theo quan chức Mỹ, chuyến thăm Trung Quốc được mong đợi từ lâu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm tăng cường liên lạc giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, ổn định mối quan hệ và giảm thiểu rủi ro sai lầm khi nảy sinh bất đồng. Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, các cuộc thảo luận của bà Yellen với các quan chức cấp cao Trung Quốc sẽ tập trung vào các cách thức quản lý có trách nhiệm, các mối quan hệ song phương, liên lạc trực tiếp về các lĩnh vực gây quan ngại và phối hợp giải quyết các thách thức toàn cầu. Trước đó, bà Yellen cho biết bà hy vọng thăm Trung Quốc để thiết lập lại tiếp xúc với Bắc Kinh trong bối cảnh có những bất đồng giữa hai nước. Chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.